Hello mọi người, em là Mạnh ha. Thì hôm nay giới thiệu với mọi người vài món. Đầu tiên là một cặp phục Nai nè, Nai Jean nha, Nai Jean chính hãng Honda Thái Lan. Bao anh em bao Jean, không nói không với đầu lô nha mọi người, nói không với đầu lô. Đây, Nai Jean hai ngắn nè, này hai ngắn ha, xì xước nè, một mã nè, đó, đây mã số nè, chân cẳng, ắc phe đồ này kia là loại giày nha, loại giày nha, đó, 2,2 triệu một cặp. 2,2 triệu một cặp nha mọi người. Đây là cái đơn hàng mà bữa nay em đóng cho khách, nên là em quay cho mọi người coi, xem luôn. Thật sự cái này là cặp phục ngay đất cũ, còn một cặp đúng một cặp một thôi. Thì từ đây trở lên này anh em mua thì đất này đất một dòng mã nha. Một dòng chữ đen nè, một mã đen nè. Đó. Còn đồ mới á, đồ mới thì nó có thêm một cái dòng nữa là KBG 902. 902. Còn này là hàng đất cũ mọi người. Bán đúng còn có một cặp một à. Nên là anh trai đến chốt luôn rồi. Anh em nào chốt sao rồi đồng cảm giùm em nha. Rồi tiếp theo, cái này từ từ em đi vô sau đi. Một cái ghi đông đĩa, cái ghi đông bữa hổm em xé ra em làm clip. Cái ghi đông này ghi đông khác nha, chưa xé nha. Mất công anh em nói em có nhiều đó, làm hoài quay tới quay lui rồi. Ghi đông này là chưa xé. Đó, một ghi đông đĩa 360 tiền. Một cái sổ khỉ đĩa, một sổ khỉ quên đùm đĩa là xài chung, nói đĩa nữa. Đây cái màu sổ khỉ mới nó vậy nè mọi người, Jean chính hãng ở Thái Lan nha, màu mới nó vậy nè. Đó, nên là bữa hổm em kêu anh em gam lại là vậy á. 320 ngàn nha, 320 ngàn. Còn đây là cái chống đứng quay thái 110, Jean chính hãng ở Thái Lan, đúng mã quay thái 110 nha, KV 900 nha, đúng mã quay thái 110, 401. Rồi một cái dây đèn, một dây đèn 240, một bộ ốc lốc máy 14 chi tiết, nồi lửa cá nha mọi người, nồi lửa cá 14 chi tiết, ốc lốc máy Thái nha, hàng ốc Thái. Ốc Nhật thì em chỉ còn ốc giữa thôi, còn ốc nồi lửa cá thì em hết rồi. Đó, em không nhập ốc Nhật về nữa nha mọi người, ốc Nhật nó rẻ hơn, màu nó cũng khá hơn, nhưng mà nhiều anh em lại không thích, nhiều anh em lại thích ốc Thái. Thì bây giờ em quyết định là em nhập ốc Thái về bán, em không nhập ốc Nhật nữa. Đó, ốc tính ra là ốc Nhật nó rẻ, 14 con này nó rẻ hơn con kia 100 mấy chục ngàn, 100 mấy chục ngàn mà anh em không chịu. 14 con này 520 nha, 14 con này 520 ngàn. Rồi một bộ lò xo ống 6 nút nhựa tăng cam 130 ngàn. 4 cái bạc đạn số, 4 bạc đạn số zin nha mọi người. Honda Thái Lan nhập nè. Cái này thì Honda Thái Lan nhập Honda Indo nè. Cái này Honda Thái Lan nhập Honda Taiwan nè. Đó, cái này thì nhập Taiwan luôn nè. Cái này nhập Taiwan luôn nè. Thái Lan nhập hết nha. Nhập Honda Thái nó nhập của những cái thằng Honda khác. Đó, bốn cái bạc đạn số này là 380 ngàn, Jean chính hãng Honda Thái Lan. Đó, còn Thái Lan nhập của thằng nào thì anh em đừng quan tâm. Có khi nó nhập của Nhật, có khi nó nhập của Việt Nam luôn mọi người, nhưng mà ít lắm. Ít khi nào nó nhập của Việt Nam lắm. Trừ khi những cái đồ bộ, những cái đồ bộ để một tí em nói đi, những cái đồ bộ thì nó lấy những cái hàng mà khác nó đóng vô. Đó. Rồi một bộ ba bánh tăng đỡ lồn Jean chính hãng Honda Thái Lan, đúng Jean chính hãng Honda Thái Lan nha. Anh em nào xài cái bộ này rồi biết cái độ bền của nó và độ cực kỳ im của nó. 350 ngàn. Cái này có anh Dài ảnh ủng hộ cho ba cái lọc xăng để về xài thay cho ba chiếc xe, ba lọc xăng nha, mỗi cái vậy là 100 ngàn. Anh ủng hộ cho ba bộ ắc sổ khỉ, một cái vậy là 25 ngàn nha mọi người. Jean chính hãng Honda Thái Lan hết ba bộ 9 cái. Rồi anh lấy một bộ lông đình đĩa 70 ngàn, ba món nha, một cái lông đình đĩa và hai cái lông đình thường là ba món. Một bộ cạc te 260 ngàn, trong này ba con ngắn là ba con Nhật nha mọi người. Nhật thì nó mới số 10 thôi, còn anh em đặt cái hàng Thái nó sẽ là số 0 gạch trong, nó không được số 10 như thế này đâu. Thì ba con ngắn là ba con của Nhật và một con dài là con của Thái nha. Đó. Một bộ này 260 ngàn. Một bộ ốc đầu bò 8 chi tiết gồm 4 con ốc đầu bò và 3 con 4 con lông đền. Hàng chính hãng Honda Nhật nha. Thái nhập của Nhật. Hàng này là hàng Thái nhập của Nhật. Thái mọi người, nhập của Nhật ha. 360 ngàn. Ba con ốc sò khỉ. Ba ốc sổ khỉ nha mọi người, xài đúng mã nha, em nói với mọi người rồi, xài đúng mã. Cái mã con ốc các chân á thì nó y thinh vậy luôn, cái mã đầu nó y thinh vậy luôn, cũng là 92101.
Đó, cái này hay nè, 08025 này, cái này là 8 ly 25 nha mọi người. 8 ly 25, còn cái độ cái 0H này nè. Cái thằng gác chân á là nó là 0A, còn cái thằng mà thằng sổ khỉ á nó là 0H. Thì cái độ cứng của thằng H nó cao hơn thằng A nha. Anh em nào mà lấy cái thằng A siết vô H là có ngày đai. Đai. Con này 30 ngàn con mọi người. 30 ngàn con ha. Zin chính hãng nó đã ra hàng. Đúng mã của ốc sọ khỉ nha. Anh em lưu ý xài, mình xài những cái gì mà lộ phận liên quan tới tính mạng á, mình xài cho nó đúng mã. À, đúng mã hoặc là phụ tùng chất lượng tí. Anh em đừng có đi mà khác mã. Không phải đơn giản mà người ta chỉ thay thế nó chữ H với chữ A là nó hai cái giá thành nó khác nhau đâu. Đó. Nhà máy người ta không có khùng đâu mọi người. Rồi. Một con 30 ngàn. Có thêm một ông anh, ông ủng hộ cho một cái lọc xăng 100 ngàn và ba cái kẹp ống xăng. Kẹp ống xăng là kẹp B10 nha. Ba kẹp, mỗi cái kẹp như vậy là 20 ngàn. Rồi hai con ốc số 8. Bắt bách lòng cần số dò đạp. Ốc số 8 nha mọi người. Bắt lòng cần số dò đạp. Con này là con 6 ly 20 thôi. Đáng lẽ anh em là cái dò đạp của anh em là 6 ly 22 nhưng mà mã 6 ly 22 nó hết rồi. Hết rồi. Còn 6 ly 20 anh em chịu khó gắn. Đó, một con như thế này 60 ngàn nha. Ốc này ốc Nhật. 60 ngàn con. Một cái mặt trăng 55 ngàn. Một cái lò xo chống đứng 35 ngàn. Một cái gon tay dầu 101. Một cái cốt chẻ lớn để xỏ vô cây cốt của chống đứng á 35 ngàn. Một bộ ốc xả nhớt, một con ốc và một con lông đền ha, 55 ngàn. Một cái chụp bugi, đúng mã quay thái 110 xài mã Nhật nha. Mã của quay thái nhưng mà lại xài mã Nhật nha mọi người. Chứ trên chiếc xe quay thái mà sợ phải xài mã Nhật thì nó mới đúng của cái chụp bugi của nó. 320 ngàn. Hai bộ ốc sọ sò khỉ, 130 ngàn ha. Đây là ba con ốc đen, chỗ cái nắp như nồi của anh em á. Ba con này 135 ngàn. Mắt nha mọi người, không rẻ. Đây là một cặp kính hậu đen. Cặp kính hậu đen ha. Luôn ốc tán, luôn cao su 401. Rồi tiếp theo, một combo dàn chân đĩa. Rẻ mọi người, rẻ. Có 3 đồng 1 thôi. Nguyên cái bộ này chỉ 3 đồng 1 thôi. Cực kỳ rẻ luôn. Đầu tiên là một cặp niền đĩa. Cặp niền đĩa ha. Đây, niền đĩa. Niền đĩa là trước đúp sau đúp nha mọi người. Niền đĩa là trước đúp sau đúp. Còn niền đùm á, là trước ếch sau đúp. Tiếp theo, một cái đùm sau. Zin chính hãng Honda Thái Lan nha. Zin chính hãng Honda Thái Lan. Một mã đàng hoàng. Đây. KBH. Đây. THM. Đó. Zin chính hãng Honda Thái Lan. Rồi tiếp theo nữa. Một cái đùm trước đĩa. Zin chính hãng Honda Thái Lan luôn. Đây. THM. Đó, Zin chính hãng ở Thái Lan. Thì đặc biệt đùm trước và đùm sau nó luôn có bạc đạn ống chỉ cho anh em luôn. Có luôn bạc đạn ống chỉ nha. Và cái đùm trước nè, Ford Fit đồ này kia nó có nè. Ford Fit đồ có ha. Có luôn cái lông đền chặn con cóc km nè. Đó, và có luôn 5 cái bù ngông cấy cho anh em luôn. Đó, đầu Zin chính hãng ở Thái Lan hết nha. Và một bộ câm đĩa Zin chính hãng ở Thái Lan. Tiếp theo là một cái máy đùm sau. Một cái máy đùm sau Zin chính hãng ở Thái Lan luôn. Đây. Một bộ như thế này có nghĩa là full câm đùm niền cho anh em, luôn bạc đạn ống chỉ cho anh em luôn. 3 đồng 1, chỉ có 3 đồng 1 thôi. Đồ Zin chính hãng Honda Thái Lan mà bây giờ nó giá 3 đồng 1 thì anh em kiếm đâu ra. Rồi. Hồi nãy em nhắc tới bạc đạn. Tại sao em nói là Honda Thái nó có nhập của Honda Việt. Đây, Honda Việt Nam của mình để xứng đáng để đóng vô những cái bạc đạn bánh thôi nha mọi người. Đây mọi người coi nè. Cái bạc đạn này là bạc đạn của Việt Nam mình nha. Đây, anh em thấy nó đóng Việt Nam không? Đây, Việt Nam đây. Bên đây cũng vậy. Nhưng mà cái đùm trước thì lại khác. Đùm trước hình như nó là của thằng Indo. Em nhớ đùm trước là nó đóng của Indo mọi người. Nó nhập của Indo á. Đùm sau này nhập của Thái Lan. Thì em bán rất là nhiều cái đùm rồi, em để ý rồi. Riêng cái mã bộ nha. Riêng cái mã bộ của cái đùm sau này. Thì đa số là nó xài bạc đạn của thằng Việt Nam mình và bạc đạn của Trung Quốc. Honda Việt Nam và Honda Trung Quốc chứ không phải là cái đồ Việt Nam và cái đồ Trung Quốc bình thường nha mọi người. Cái đồ của Honda Việt Nam và cái Honda Trung Quốc. Đó, để nó đóng vô trong này để nó giảm cái giá thành lại. Đó, còn những cái bạc đạn giống như của thằng Indo nè, thằng Taiwan nè, thằng Jambon nè, hoặc là bạc đạn chính hãng của Honda luôn, của Thái Lan luôn nè. Nhưng mà hoặc bạn của Honda Thái Lan em ít thấy lắm. Thiệt, ít, cực kỳ ít thấy luôn. Đó,
thì những cái thằng kia thì lại là chất lượng nó khá ok, còn riêng cái đồ của Honda Việt Nam mình thì xứng đáng để đóng vô cái mã bộ này thôi, đóng mã bộ thôi. Còn anh em đi mua lẻ cái mặt đạn bánh của bên em vẫn là zin nha. Đây để em coi coi, 6201 đây, mặt đạn 6201 để em coi cái thằng này nó đóng con nào. 6201 thằng này là bạc đạn Nachi, nhưng mà Nachi của thằng nào đây? Đây mọi người, bạc đạn Nachi Thái Lan luôn ha, bạc đạn bánh của Thái Lan đó, này mắc lên Thái Lan luôn. Nachi, thằng bạc đạn trước vẫn là bạc đạn Nachi, bạc đạn này là bạc đạn của nào đây? NBG với mọi người, NBG vậy của Việt Nam của mình. Còn riêng bạc đạn, riêng cái thằng bạc đạn này nha, bạc đạn trong cái cục máy toàn là bạc đạn NTN hết, đồ zin mới cho mọi người, zin mới nó là bạc đạn NTN hết. Em cho anh coi, em coi đây, NTN hết nha, từ bạc đạn số cho tới bạc đạn dên luôn, tới bạc đạn nội luôn, nó đều là NTN. Rồi em nhắc lại cái combo căm đùm niền luôn má này, căm đùm niền luôn má zin chính hãng Honda Thái Lan cho anh em là 3 đồng 1, giá cực kỳ hợp lý luôn. Anh em đi kiếm, nói chung là thời điểm này cũng hơi bị cực nha, hơi bị cực, có đó có, nhưng mà anh em đi kiếm hơi bị lâu. Thứ nhất là kiếm chỗ bán hơi lâu, thứ hai đó là không biết phải đồ uy tín hay không. Còn em bao với anh em là đồ zin chính hãng Honda Thái Lan đó, 3 đồng 1. Còn anh em nào lấy cái trùng mã nữa thì thêm cho em thêm mấy chục nữa là được lấy cặp niền trùng mã đó. Rồi thôi, em cảm ơn anh em xem clip của em nha, em cảm ơn em.